6 máy thở, 2 máy xúc tim, 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế cá nhân PPE và 10.000 khẩu trang N95. Đó là những gì được gửi tặng đến Bệnh viện Đại học Y Dược để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Thế nhưng ít ai biết rằng tất cả những thiết bị vật tư y tế trên lại được trao tặng từ một họa sĩ nhí năm nay mới 14 tuổi, Phó Vạn An, nickname Xèo Chu. Trong những ngày được nghỉ dịch ở nhà, Xèo Chu đã mở một triển lãm tranh trực tuyến Pandemic Painting để gây quỹ giúp tuyến đầu chống dịch và những người khó khăn trước tình hình vô cùng phức tạp của đại dịch COVID-19. Trong buổi triển lãm, Xèo Chu đã giới thiệu đến mọi người 20 bức tranh về các chủ đề thân thuộc như hoa, biển cả, ruộng bậc thang. Ở hai buổi đấu giá diễn ra vào ngày 18 và ngày 20 tháng 7, họa sĩ nhí này đã bán được 8 bức tranh với tổng số tiền đấu giá là 2,9 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền bán tranh được sử dụng để mua thiết bị vật tư y tế ủng hộ cho các bệnh viện để chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Bên cạnh đó, Xèo Chu cùng gia đình đã chuyển gần 400 triệu đồng tiền bán tranh phiên bản giới hạn cho bếp ăn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để mua thêm thực phẩm tiếp sức cho các y bác sĩ. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2020, Xèo Chu đã mở một triển lãm tranh có tên là Flower 2020 Big World Little A để gây quỹ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn của 7 trường học thuộc tỉnh Quảng Trị. Xèo Chu tên thật là Phó Vạn An, sinh năm 2007. Ở độ tuổi 14, độ tuổi mà nhiều người chỉ mới bắt đầu với những ước mơ của mình, thì Xèo Chu, chàng họa sĩ nhí đã có cho riêng mình nhiều thành tựu đáng kể. Với niềm đam mê vẽ tranh từ nhỏ cùng với tài năng vốn có của mình, Xèo Chu từng có nhiều buổi triển lãm tranh ở trong nước cũng như quốc tế như New York, Singapore và nhận được rất nhiều những lời khen ngợi từ các tờ báo nổi tiếng trên thế giới. Ở độ tuổi 14, chàng họa sĩ nhí này không chỉ tài năng mà còn có tấm lòng nhân ái, biết yêu thương và giúp đỡ, chia sẻ đến cộng đồng. Quý vị thân mến, trong chương trình Người Tử Tế kỳ này, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với bạn Vạn An hay còn có nickname là Xèo Chu để cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn quý vị nhé. Hôm nay thì mình sẽ trò chuyện một chút An nhé. Không biết là em muốn chị gọi em là Vạn An hay là gọi là Xèo Chu nhỉ? Chắc Chu. Chị sẽ gọi em là Chu ha. Không biết là em thích vẽ tranh, có cái niềm đam mê vẽ tranh từ khi nào và những cái chủ đề, những bức tranh mà em hay vẽ là gì ạ? Thì em nghĩ nó chắc là cũng là lúc thì em mới bắt đầu vẽ là lúc vào năm 4-5 tuổi, dạ tầm tầm đó. Còn về phần chủ đề thì chủ yếu là em vẽ những cái cảnh hay là vật mà em thấy quanh em, cho nên chủ đề mà em hay vẽ nhất là thiên nhiên, phong cảnh với lại hoa. Tại sao mình lại có ý tưởng là sẽ mở buổi đấu giá tranh để có thể có tiền ủng hộ cho bệnh viện? Đó là cái mong muốn của cá nhân em hay là có một cái sự gợi ý từ bố mẹ hay gia đình không? Thì sao em được biết rằng tình hình dịch ở Việt Nam nhưng đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh đang trở nên nghiêm trọng, cho nên em muốn giúp ích một gì đó. Còn cái phần thì đương nhiên em cũng phải có sự hỗ trợ từ mẹ và gia đình. Trước khi mà đại dịch xảy ra thì trước đây em có sử dụng mà tiền bán tranh để làm hoạt động thiện nguyện bao giờ chưa? Tất cả những cái buổi đấu giá mà hay là những cái dịp mà em mang tranh ra bảng đều là để đem một cái quỹ cho một trong một từ thiện nào đó. Giả sử như vào tháng 2 năm ngoái thì em có một buổi triển lãm gồm khoảng 20 bức tranh về hoa, thì tất cả những cái tiền đó đều được đi tới những trường miền Trung để giúp với học bổng. Tức là tất cả những cái buổi triển lãm tranh trước đây bán đấu giá đều là vì hoạt động thiện nguyện đúng không nào? Rồi, chị cũng thắc mắc là không biết là những cái bức tranh vừa rồi mà em đem đấu giá để có thể mua những cái vật tư y tế và ủng hộ cho các bệnh viện đó, là những bức tranh mà em đã tích lũy và vẽ từ trước đến giờ hay là những bức tranh này mình vừa mới vẽ trong cái khoảng thời gian nghỉ dịch gần đây thôi? Thì em có một số bức tranh từ cái thời gian dịch mà đã có gần đây, cho nên em đã lấy bức tranh đó. Tức là những bức tranh mình vẽ là trong cái khoảng thời gian nghỉ dịch thôi đúng không? Thời gian nghỉ dịch lâu như vậy thì chắc em cũng vẽ được nhiều bức tranh đúng không? Dạ. Số lượng cụ thể khoảng bao nhiêu nhỉ? Thì em nghĩ em vẽ được khoảng
35-40 bức, nhưng mà trong cuộc triển lãm này thì em có 25 bức. Bên cạnh việc mà mình có những cái triển lãm tranh để có thể có tiền mua những cái vật tư y tế và ủng hộ cho các bệnh viện, thì bên cạnh đó em còn có những cái hoạt động nào để có thể hỗ trợ các bệnh viện cũng như là những người gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch hiện nay không? Dạ, em cũng có thêm một phần nữa là tụi em có ý tưởng là ra một cái tấm in canvas có in cái bức tranh, và mỗi tấm đó thì sẽ bán được một số tiền, và tất cả số tiền từ cái tấm in canvas đó thì sẽ được giúp mua đồ ăn cho các bác sĩ ở bệnh viện Tâm Anh. Vậy thì nhân đây thì không biết là Chu có một cái lời chia sẻ, một cái lời gửi gắm nào đó tới các bác sĩ tuyến đầu chống dịch cũng như là các bệnh nhân đang gặp khó khăn giành lấy sự sống trong cái bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay không? Dạ thì em hy vọng là những cái số tiền mà em đã có được và mọi người ủng hộ em có thể giúp một phần nào đó cho mọi người để qua khỏi cái mùa dịch này, tại vì em cũng biết cái mùa dịch này nó gây cho mọi người căng thẳng và phải sự lo lắng, nhưng em hy vọng nó có thể kết thúc nhanh với sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Rồi, chị cảm ơn em nhiều nha. Chúc em sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe này, có thể sáng tác lên nhiều bức tranh đẹp hơn nữa và sẽ làm nhiều hoạt động thiện nguyện khác để giúp ích cho xã hội nha. Nếu như nhiều bạn trẻ khác chọn cách lưu lại những gì diễn ra trong cuộc sống của mình bằng nhật ký, thì Xèo Chu lại chọn cách lắng nghe, cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh mình bằng những gam màu và chiếc cọ. Nhưng hơn thế, những gam màu và chiếc cọ này cùng với niềm đam mê và tấm lòng nhân hậu của Xèo Chu còn có thể ngát hương vì đã đem những giá trị nhân văn đến với cộng đồng. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.